Mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao? Niềm mắt xanh xao nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa, gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thần thờ. Một chàng trai tự do đi đây đi đó không lo người yêu gọi về. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với em, một người luôn yêu anh nhá, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến anh phải buồn được đâu. Phong ba sóng gió phủ đời trai, tương lai khó quá ngủ nhà ngoại. Người ta bảo khi yêu thường sẽ mù quáng, cho dù dung mạo cậu không sánh như Phan An, nhưng đợi lại cậu có một tâm hồn thuần khiết không bị vây bận bởi hồng trần khắc nghiệt. Nào ví như ước tranh tường thủy phúc hậu vô biên, khi yêu tôi không quan tâm vẻ bề ngoài, cái tôi cần là sự đáp trả từ cậu.